mình đố các bạn biết khi mình đi biểu diễn mình sẽ chuẩn bị những gì. Trước hết thì mình sẽ chọn những loại phơ phù hợp với chương trình hôm ấy, và tiêu chí của mình đặt ra là chất lượng ổn này, một bộ tiếng hay vừa đủ. Và các bạn biết đấy, đôi khi nhỏ gọn lại là một lợi thế rất là lớn. Với những loại phơ nhỏ gọn như này thì chúng ta có thể dễ dàng nhét vào bao đàn, nhưng mình sẽ bọc nó vào một cái bao để khi mà nhét mấy thứ khác vào thì sẽ bảo vệ được cho em nó. Còn đối với các loại phơ to hơn thì các bạn nên nhét vào ba lô hoặc mua một cái bao chuyên dụng phải được. Và điều quan trọng ở đây là đừng bao giờ quên cái cục nguồn ở nhà. Và để đáp ứng tất cả các hệ thống âm thanh thì mình sẽ sử dụng dây tín hiệu với một đầu là 6 ly cắm đường out của phơ, một đầu canon cài cả mixer, và mình cũng nên thêm một sợi đầu nối là canon đực và 6 ly để cắm chuyển đổi giữa các kiểu kết nối. Và thực sự là từ lúc mình chơi kiểu này thì mình vẫn chưa ngán bất kỳ một hệ thống âm thanh nào cả, rất là yên tâm luôn. Để kết nối đàn vào phơ thì mình sẽ sử dụng một sợi dây có độ dài vừa đủ, và một đầu là gập để cắm vào đàn, một đầu thẳng sẽ cắm vào phơ. Và để chủ động hơn thì mình sẽ đem một cái chân đàn của mình đi. Chân đàn thì ở trên thị trường có rất nhiều mẫu mã các bạn có thể lựa chọn. Các bạn thấy kiểu này quen không? Thế nên là mình quyết định mua một cái giá nhạc ok một tí. Em nó thì được làm bằng kim loại khá là chắc chắn. Và trước khi để điện thoại lên trên đấy thì mình sẽ để một cái tập sớ của mình lên trên đấy trước. Nhìn trông cũng oai phết đấy, nhưng mà mình không biết đọc. Mình thề nhá, cái bọn dây đàn lúc mà cần nó đứt thì nó không đứt, lúc mà không cần nó đứt thì nó lại đứt. Thế nên là mình quyết định đem một cái bộ dây dự phòng đi cho chắc ăn. Tính mình cẩn thận, thế nên là mình sẽ để sẵn một cái dây lai dự phòng trong cốp xe. Và mình cũng đem thêm một cái cục chia điện. Và theo mình, để có một cái buổi biểu diễn thật là thành công thì các bạn hãy chuẩn bị một cái tinh thần thật là thoải mái. Chúc các bạn thành công.